Về hình thức, ca khúc Biệt Ly cũng giống như tất cả các ca khúc của nền tân nhạc Việt Nam buổi sơ khai, là một sự dung hòa giữa hệ thống ngũ cung của nhạc dân tộc và hệ thống thất cung của nhạc Tây Phương. Một số người cho rằng nền tân nhạc của Việt Nam đã dứt bỏ hoàn toàn âm hưởng của ngũ cung. Đây là một nhận xét không chính xác. Thật ra, các nhạc sĩ Việt Nam cũng như Trung Hoa, Nhật Bản, v.v. khi soạn nhạc theo khuôn khổ và hình thức nhạc Tây Phương vẫn giữ được âm hưởng của ngũ cung. Một điển hình tuyệt vời nhất là trường ca Hòn Mộng Phu của Lê Thương vào những năm sau đó, viết theo cung bậc của nhạc Tây Phương mà vẫn chết ngắt, dạt dào, thấm đượm và phô diễn dáng nét đặc thù của nền nhạc dân tộc. Dĩ nhiên, tùy theo xuất thân và cảm quan cá nhân, mức độ và hình thức dung hòa giữa hệ thống ngũ cung và hệ thống thất cung của mỗi nhạc sĩ có thể khác nhau. Hầu hết, các nhạc sĩ có công khai sáng nền tân nhạc Việt Nam đều không được học đến nơi đến chốn về âm nhạc Tây Phương. Năm 1927, Nhạc viện Viễn Đông được mở ra tại Hà Nội, nhưng 3 năm sau đã phải đóng cửa vì những khó khăn kinh tế của cuộc đại khủng hoảng. Những người muốn học nhạc, ai may mắn thì tìm được một vị thầy người Pháp, bằng không thì chỉ còn cách tự học qua sách vở hoặc theo học hàm thụ các trường nhạc bên Pháp. Cũng có một số người, lương cũng như giáo, có cơ duyên theo học nhạc với các vị tu sĩ công giáo và sẽ ít nhiều chịu ảnh hưởng lối viết nhạc và hòa âm của loại nhạc tôn giáo cổ điển Gregorian mà người Việt dịch là vãn ca hoặc bình ca. Nhạc sĩ được nhiều người đánh giá là có trình độ nhạc lý cao nhất lúc đó là Dương Thiệu Tước. Sở trường của ông là hạ uy cầm. Ông có một tiệm bán đàn và lớp dạy hạ uy cầm ở phố Hàng Gai, Hà Nội. Giữa thập niên 1930, ông cùng với Thẩm Oánh và vài nhạc sĩ khác thành lập một ban nhạc lấy tên là Mio Jotis. Lúc đầu, chỉ chuyên trình bày nhạc Pháp hoặc nhạc Việt lời Pháp, chẳng hạn hai bản Joie d'Aimé và Souvenance do Dương Thiệu Tước viết nhạc và Thẩm Bích, bà huynh của Thẩm Oánh đặt lời, hoặc bản nhạc không lời Tông Du Sourire do Dương Thiệu Tước soạn riêng cho hạ uy cầm. Nhóm Mio Jotis thường hòa nhạc tại các tư gia để trau dồi nghệ thuật, chỉ thỉnh thoảng mới trình diễn tại các rạp chiếu bóng trong các dịp gây quỹ từ thiện. Năm 1939, nhóm Mio Jotis đã đi tiên phong trong việc xuất bản những ca khúc nhạc cải cách, tức nhạc Việt lời Việt của các thành viên trong nhóm. Nếu ở Hà Nội có nhóm Mio Jotis thì ở Hải Phòng có nhóm Hải Phòng, gồm những tên tuổi lẫy từng bậc nhất trong nền tân nhạc Việt Nam thời tiền chiến như Văn Cao, Canh Thân, Hoàng Quý, Lê Thương, v.v. Nhưng đó là chuyện của mấy năm về sau. Còn vào năm 1939, người thứ nhì sau Doãn Bẫn đã chinh phục thính giả với một tình khúc bất hủ, là một thành viên của nhóm Nam Định, cũng là một trung tâm văn hóa quan trọng ở miền Bắc thời bấy giờ. Nhạc sĩ ấy là Đặng Thế Phong. Tình khúc ấy là bản Đêm Thu. Yêu nhẹ nhàng say.
Vào thuở sơ khai của nền tân nhạc Việt Nam, một sáng tác đầu tay mà đạt tới mức tuyệt vời về cả hình thức lẫn nội dung như bản Đêm Thu của Đặng Thế Phong không phải là chuyện bình thường. Những lời ca mông lung trữ tình, vườn khuya trăng chiếu, hoa đứng im, lòng ta sao xuyến lắng nghe lời hoa, theo nhịp 3/4 khoan thai êm ái, tức điệu Boston, để chuẩn bị cho lời ca dồn dập theo điệu vals lả lướt, hoa lá cành, bóng trăng lam dịu dàng, du hồn bao nhớ nhung, đã có sức thu hút thính giả ngay khi thưởng thức lần đầu. Đặng Thế Phong, một nhạc sĩ trẻ và chết trẻ, ông mất khi mới ngoài 20 tuổi, chỉ để lại cho đời 3 sáng tác. Cả 3 đều nói về Thu, cả 3 đều là những tình khúc bất hủ. Đêm Thu mà quý vị vừa thưởng thức, rồi Con Thuyền Không Bến, và cuối cùng là Giọt Mưa Thu.